Thưa quý vị, được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2010, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc thực thi công lý, làm tốt công tác thi hành án, quản lý, giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong bản án. Phóng sự sau được thực hiện để thấy rõ hơn vai trò và trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Anh Nguyễn Văn Thọ, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, cảm thấy rất vui khi vừa được lực lượng công an địa phương tới nhà tặng quà động viên, thăm hỏi. 4 lần tù tội vừa chấp hành án trở về địa phương từ tháng 6 năm 2017. Anh Thọ tự hứa với bản thân sẽ tu chí làm ăn, trở thành công dân tốt. Dưới sự hướng dẫn kèm cặp của lực lượng công an ở cơ sở, cùng với những kiến thức, kinh nghiệm, nghề nghiệp được học hỏi trong lúc thi hành án, giờ đây Thọ là một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở. Anh kèm cặp giúp đỡ những thanh niên chậm tiến, có ý chí phấn đấu vươn lên. Sự thay đổi của Thọ khiến những người thân trong gia đình cảm thấy vui mừng, hãnh diện. Tôi là một người chiến sĩ công an ở khu vực phường Vĩnh Trung này thì cũng giúp đỡ cho con tôi được hoàn thiện, được việc tốt. Và bên cạnh đó, còn trí não của con tôi cũng là quan trọng. Nếu mà công an mà giúp cho nó tốt thì trong trí óc của hắn và trong tâm của hắn không tốt thì cũng không làm gì. Nhưng bây giờ con tôi đã trở thành người tốt, việc tốt, biết chăm sóc gia đình, biết hiếu thảo với mẹ, biết lo cho vợ con và biết hoàn thiện làm ăn. Việc quản lý, giám sát, giáo dục các đối tượng khi tái hòa nhập cộng đồng là một trong những biện pháp công tác của lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Tính đến nay, toàn thành phố có hơn 1.000 người chấp hành xong án phạt tù hoặc được đặc xá trở về cuộc sống cộng đồng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố, các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng. Từ hồi mà nó đi cải tạo về, tức là nó rất tốt, lo làm ăn, sinh hoạt, rất đoàn kết trong địa phương. Thứ nhất là cái là lo cho con cái, từ ăn, học. Và thế này nọ, chưa bao giờ mà xảy ra cái tình trạng gì hết. Những cái công việc gì trong địa phương mà nếu mà tổ bảo có gì là Thọ là đúng là rất tham gia nhiệt tình với bà con lối xóm. Nhắc đến lực lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, một công việc ít được biết đến nhưng lại khá vất vả và đòi hỏi sự cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng trong từng phương án. Đó là công tác bảo vệ phiên tòa. Đây được xem như là then chốt để đảm bảo cho tính nghiêm minh của pháp luật được thực thi một cách nghiêm túc và hiệu quả. Ngoài ra, việc truy bắt, vận động các đối tượng trốn lệnh thi hành án hình sự được đơn vị triển khai thường xuyên. Mới đây nhất, đơn vị đã tiến hành vận động thuyết phục Nguyễn Thành Vi, 17 tuổi, trú quận Sơn Trà, bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 30 tháng tù về tội giết người, ra đầu thú và hoàn tất hồ sơ làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định. Đặc biệt, trong công tác hướng dẫn, cảm hóa người lầm lỗi, đơn vị đã giúp đỡ 535 trường hợp có công ăn, việc làm ổn định. Với vai trò là tham mưu, chủ công nòng cốt, thì lực lượng công an đã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho những người này tham gia tìm kiếm công an việc làm, ổn định đời sống. Và thực tế thì trên hơn 50% đã có công an việc làm ổn định. Trong đó có nhiều người đã tích cực tham gia trong công trào toàn dân bảo vệ an quốc, trở thành một trong một số cái điển hình tiên tiến trong phong trào này. Dù công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ trích xuất, áp giải bị cáo, bảo vệ phiên tòa, cưỡng chế thi hành án dân sự và đảm bảo xuất nhập vật chứng, đến tham mưu tổng hợp, theo dõi, quản lý người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người đang chấp hành hình phạt tại địa phương, đối tượng được đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cán bộ chiến sĩ thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp luôn có tinh thần tận tụy, tác phong làm việc khoa học, không để xảy ra sai sót trong thực thi nhiệm vụ được giao.